Cô gái trẻ bị bán vào quán karaoke. Qua mạng xã hội, cô gái trẻ được môi giới hứa sẽ có công việc 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng rồi bị bán cho người khác, hàng ngày phải đi phục vụ các quán karaoke và quán nhậu. Ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công LTA, sinh năm 2008, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, nạn nhân trong vụ mua bán người. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 2, TA thông qua mạng xã hội quen người tên Liêm và được giới thiệu việc làm với lương 10 đến 20 triệu đồng. T. A đồng ý, Liêm cho xe rước lên Bình Dương, ở đó có người đón T. A trở lên Đắk Lắk bán lại cho người phụ nữ tên Hoa với số tiền 25 triệu đồng. Khi đến Đắk Lắk, TA bị giữ giấy tờ tùy thân và bị nhốt trong nhà có người canh giữ. Công việc hàng ngày của T. A là phục vụ các quán karaoke và quán nhậu, số tiền T. A kiếm được kỳ trừ vào chi phí mà Hoa mua T. A khi gia đình liên hệ chuộc T. Hoa yêu cầu gia đình chuyển số tiền chuộc là 32 triệu đồng. Nhận được trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiến hành xác minh. Qua đó đã giải cứu được T. Phước Thành, Công an Nhân dân.